đời Chủ nghĩa cứu sinh tại đa số người Việt nhưng phải ông người địa phương bởi Phật giáo Việt Nam còn tồn tại sau này ở đất nước Hoa Kỳ và tôn giáo Hoa Kỳ. Không thể chúng ta cứ lần lượt để mà ăn mãi. Ngoài ra những thành phần giải quấn nên mời những vị có uy tín ở địa phương, ví dụ như là các ở bên Kim Cang Thừa của Thà Ba Đà Ma ở Long Vích và Phật Thánh Thành San Francisco vào ăn giải quấn. Và khi mà giải quấn rồi thì chúng ta cho cái bài là cái điều quan trọng nhất là chúng ta làm bài questionnaire. Các vị giáo hội ở đây cho một bài cho questionnaire A, B, C, D quanh thì cái đó sẽ cho học viên hiểu và tập phương mình nhớ lâu. Chứ bây giờ chúng ta cứ chặn đèn có một đoạn thì việc đi chắc việc không có nhớ. Anh cho tôi thì tương lai nếu mà không tới phần thức thì là chuẩn bị sẵn và sẵn những câu hỏi ABC quay và khi chấm dứt và khi chấm dứt phải cho một cái bạn tiếp kết cái vị trí của tập và với lại cái đề chúng ta có kinh nghiệm ví dụ như những chủ đề và giải thích ví dụ là những người sau này sẽ nhìn thấy đó mình sẽ biết và chúng tôi nếu mà có thể công hay không là phải có người địa phương. Thì ở đây ấy, nếu mà chúng ta chỉ có nhận được quảng số người Việt Nam theo em như kinh nghiệm của tôi khi tôi làm việc với tôi thấy sau khi trong khi làm việc với các cơ quan trong CTO tôi thấy là trong CTO có rất nhiều cái phân quỹ thì ví dụ như là khi chúng tôi cần một số tiền tôi xin số tiền là quỹ chống băng đảng của trẻ con một tổ chức đội phụ huynh học sinh Việt Nam thôi mà chỉ nói thêm mấy câu và làm cái tiền đó mà được tiền thì cơ quan chúng ta đây phải vào nhập phần chứng là chúng ta xin phân ở chính quyền địa phương. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Trước khi chào giáo sư và mình ở đây mình cũng nên lục hòa một tí là lời hòa đồng thân tức là mọi người cũng nên phát biểu trong vòng 1-2 phút để vì mọi người đều được phép phát biểu thì mình có nên chia sẻ thì phát biểu không ạ? Tôi xin cảm ơn mà thấy rằng cộng đồng người ta ít làm mà nếu làm được thì cái tiếng vang cái tố cáo về nhân quyền nó sẽ rất lớn đó là bởi vì đã có một cái sắc luật mà được Liên Hợp Quốc và các nước châu Âu ký kết đồng ý tức là những tội phạm chống nhân loại mình có thể truy tố trong cộng đồng của mình hay thường thường là rất thích về cái chuyện đưa cộng sản ra quốc tế để mà kiện. Nhưng mà xin thưa thật, khi mà nói như vậy thì rất nhiều người vui và biết rằng mình có một cái cách để tự tố cáo cộng sản. Nhưng mà tôi xin thưa về quý vị, những người mà muốn kiện quốc tế đó sẽ không bao giờ thành công. Vì sao như vậy? Là bởi vì ví dụ mình đưa ra tòa án quốc tế mà tố cáo cộng sản, như ví dụ tòa án ở La Hay, ở bên Hà Lan, thì muốn đưa một cái quốc gia nào thì phải là một quốc gia tố cáo một quốc gia. Chúng ta dù của mình là bao nhiêu mà chúng ta chỉ là những toàn thể có tính chất phi chính phủ không phải là một quốc gia thì trước nhất mình không thể truy tố một quốc gia khác dù đó là quốc gia cộng sản ngoài trừ nếu người Việt rất giỏi nhờ Hoa Kỳ tố cáo và kiện quốc gia cộng sản Việt Nam đã là hết thì được là bởi vì có một quốc gia đề đất thì mới được còn ngoài ra cũng có cách ví dụ tôi thấy có những phong trào và bây giờ muốn kiện những tội ác cộng sản và bầu thân tôi xin nói trước không phải là chờ họ thành công thất bại mới nói mà tôi nói trước là không ai thù nghị hồ sơ rồi thành ra chúng ta cũng nên mất thì giờ vì những cái chuyện mà không đưa lại kết quả nào cả nhưng mà trả lại cái chúng tôi đưa ra đề nghị hôm qua là cái chuyện là nếu chúng ta có biết những ví dụ học viên vừa rồi có nhắc tại Hoàng Phụ Công Tương ví dụ như vậy. Ví dụ như Hoàng Phục Quân Thương đến Hoa Kỳ thì chúng ta có thể dùng cái tòa án chống tội phạm nhân loại
thì đó cũng cần đến phản ứng quốc gia mới tồn tại. Miễn nhưng mà phải có hồ sơ. Còn hiện nay cộng sản có điều hồng tối cả, là tôi cũng giết người đâu, tôi thương người lắm. Nhưng mà nếu chúng ta có hồ sơ ngày đó ngày kia, thì ông đó là tá tấn thì người đó người nọ ở trong cái tài nào vào ngày nào giờ nào. Mà nếu có cái người bị tá tấn nó không sống thì đó là cái nhân tính sống. Chỉ cần một cái tài liệu sống có thực là chúng ta có thể nhờ cơ quan tòa án của Hoa Kỳ bắt người đó. Và đó không phải là vấn đề lý thuyết đâu. Chúng tôi ở Trung Liên Đoàn Quốc tế, chúng tôi đã làm bắt tài pháp những thủ tướng, những bộ trưởng, cũng vẫn là không làm được đâu. Và tôi đã đưa cái bằng cỡ tài nước bước. Ông Hưng Sen là lãnh đạo nhà nước trong trước kia. Mà rồi bước vô cái là cảnh sát bắt ngay cái khác. Là bởi vì cái người tố cáo có tư liệu. Mà sợ gì cộng đồng mình không làm đâu, bởi vì cũng chịu làm những cái chuyện khổ nhục. Tập bây giờ phải tìm cho nó tài liệu ngày đó ngày kia nó giết bao nhiêu người rồi kiếm những nhân chứng để thấy rằng anh nói không, nhưng mà chúng tôi là nhân chứng. Nếu chúng ta làm được cái việc đó thì cái tiếng vang về nhân quyền rất là lớn, không phải là nhỏ đâu. Anh không thể nói rằng cái điều đó không thực tế, cái đó rất thực tế và đã làm rồi. Tại Pháp chúng tôi đã từng câu lưu một số thủ tướng và bộ trưởng ở Phi Châu vì chúng tôi có chứng cứ, có tài liệu. Còn nếu chúng ta thì tố cáo xuống thì dĩ nhiên là mình không có quyền gì sẽ bắt cái người đòi cả. Đó chỉ là mơ ngoặc để nói vào một cái việc rất cụ thể, nhưng mà bọn mình chúng ta không dám không làm, chứ không phải là không cụ thể. Bây giờ xin tiếp tục góp ý, và ai ở dưới cùng có một người đưa tay. Từ giáo sư, từ quý vị từ ngoài. Trong một cái lớp mặt, những cái thành phần nó không rất là đều như thế này, thì cái lời giảng của giáo sư của vị thượng tọa đó nó cũng không tập trung được mình. Vì thế tôi thì trước khi quý vị mở cái lớp mặt tới đó, quý vị cho nên có một số khác để khi mà chúng tôi có thể thành thảo sau khi quý vị đã giảng bài. Cảm ơn quý vị. Trong hiện nay cái căn nhà của bạn bè đã có một cái link, một quý vị vào đó muốn biết học tập về kinh trang, về trình độ, về thiền thì có rất nhiều sách trong đó quý vị có thể đọc nghe được. Tuy nhiên cái lời đề nghị vừa rồi rất cụ thể, chúng tôi sẽ xin bàn với hai ngài trưởng ban tổ chức và phó trưởng ban tổ chức để chọn lập một số sách giải thích dễ dàng, dễ học, dễ nghe đó. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu trên căn nhà bên này thì quý vị có thể nắm vững một số vấn đề. Chúng tôi thấy là có một bộ sách rất mỏng bằng tiếng Anh giải thích về Phật giáo của ngài Ramula, viết thì mỏng trên này thôi, nhưng mà viết đầy đủ và dễ hiểu lắm. Là bởi vì cái ngài Ramula ở bên Pháp đó hoạt động trong cái tổ chức của Phật giáo hội Phật giáo Pháp đó. Thì ngài biết cái tâm lý người Tây phương muốn dạng gì dễ hiểu, thì chúng tôi sẽ đưa những cái tên sách đó hoặc là bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Việt, bằng tiếng Pháp, tiếng Đức vân vân, thì sẽ đưa lên đó. Thì quý vị cố gắng theo dõi trên cái trang nhà với mẹ để có những cái thông tin gồm về phạm vi sách cần đọc trước khi tới cái đại học đại số 5. Bây giờ có ai xin mời Lê Thanh Hải. Chào kính bạch chư hòa thượng, chư tôn đức cùng quý vị giáo sư và các bạn đồng môn. Nên thì con xin có ý kiến ngắn gọn như sau. Cái thứ nhất là để tránh cái khóa học đại học mà giống như những cái khóa học khác, tức là giống như là 12 cộng 3 hoặc 2 cộng 4, thì con đề nghị là chúng ta làm theo cái tinh thần như là thầy các bạn có dạy đó, là về cái tinh thần đại học đó, thì con đề nghị là thay vì chỉ có một giáo sư đứng lớp giảng rồi học trò ghi được 10 chữ thì được 10 chữ, ghi được 5 chữ thì được 5 chữ, thì chúng ta sẽ làm như thế này. Thì có thể là cái đề tài đó là các chương trình chúng ta sẽ thống nhất hết. Cái chương trình thì gồm có cái nào là công cụ nghiên cứu dùng để nghiên cứu, và những cái môn mà phương pháp nghiên cứu, công cụ nghiên cứu và những cái môn và Phật học vân vân, thì chúng ta có thể kê ra và được tới lớp. Cái kỳ hè đó tập trung tới là chúng ta được trang bị những cái phương pháp, những cái công cụ để nghiên cứu, và như vậy thì vị thầy sẽ đưa ra ví dụ như là
vừa rồi đã thầy có dạy về kinh điển Phật giáo thì sẽ đưa ra đề tài kinh điển và tất cả các học viên sẽ mỗi người sẽ làm một cái đề tài để về nghiên cứu Phật giáo rồi nộp trước rồi khi đó thì hoặc là bị thầy sẽ giảng trên cái cơ sở là mỗi người đều có làm việc và đều có cái đề tài về nghiên cứu Phật giáo thì xong cái buổi học buổi giảng đó thì vị thầy đã tập trung là có thể là có tới 150 cách nhìn về kinh điển Phật giáo và vị thầy sẽ làm cái nhiệm vụ là thống kê là điều chỉnh là cách nghiên cứu sao cho nó tốt nhất nó thống nhất nhằm đạt được cái hiệu năng cao nhất. Và cái gì nữa là con cũng xin trình với lại quý vị giảng sư đó là làm sao để cho định hướng cái học của chúng con cũng là trong đây thì chúng ta sẽ có làm sao để cho học Phật trong một cái bối cảnh là Phật giáo nằm ở trong cái diễn trình tự tự phát triển của nhân loại, diễn trình phát triển của châu Á, có kết là từ từ là diễn trình phát triển là từ của Việt Nam, diễn trình phát triển của cái hệ tư tưởng ở châu Á, ở Đông Phương, ở Việt Nam và cuối cùng là chúng ta sẽ xoáy sâu vào cái diễn trình phát triển của Phật giáo trên các phương diện triết học, kinh điển, nghệ thuật vân vân. Cái gì đó là những cái công cụ nghiên cứu, ví dụ như là tiếng Hán, tiếng Pali vân vân thì con cũng xin là nên có cái trang bị thêm. Tại vì chúng ta nghiên cứu về kinh điển Phật giáo mà chúng ta không biết một chút gì về Pali, không biết một chút gì về tiếng Hán thì tức là chúng ta chỉ đọc lại những cái bản dịch và chưa chắc là cái đúng hay là gì sai. Thì con nghĩ là những cái công cụ nghiên cứu đó là những cái rất rất là cần thiết và nên là có thêm bổ sung thêm. Con xin hết mình cảm ơn. Dạ kính Hoàng Thượng Thích Chư Tôn Đức, kính giảng sư Võ Văn Ái, mình kính giảng sư Vũ Lan. Thì hồi nãy giờ con đây là Nguyễn Thi Con, con dạy Việt ngữ ở chùa Điều Ngự, thành ra cũng không có xa lạ. Nhưng mà hồi nãy giờ con nghĩ là ban giảng sư cũng có nghiên cứu về các giảng dạy rồi, nó giống như là từ cõi ác lắm, tức là mỗi người có một phương pháp dạy. Thành ra cái chuyện mình hạn chế để dạy như thế này thế kia thì nghĩ là mình chưa có đủ kinh nghiệm để mình trình lên cái đó, thì mình nên nhấn mạnh những câu hỏi đó thêm, đó là ý kiến của Thí Loan. Còn cái mà Thí Loan muốn nói ở đây là Thí Loan nghĩ là về cái chuyện mà làm thế nào để các em trẻ lại đây, tại vì mình cần học những Phật tử trẻ, những Phật tử tham gia vào phải học hè. Cái đó là những cái thiết thực nhất, và những cái đó mình làm sao mà nó làm mà để cho nó vừa. Chứ đôi khi mình nói không có nhiều ý kiến, nhưng mà theo sự sinh hoạt kinh nghiệm của Thí Loan 30 năm qua là nói rất là nhiều, xong rồi nhà mặn ai mới về, không có vừa, không có làm gì hết. Thì con nghĩ cái đó cũng không có vừa. Tại vì nói không phải khoe con học mà master về marketing. Thì là con nghĩ là bây giờ làm marketing như thế nào để các em trẻ ở đây. Và như là trong cái buổi đại học hẹn hôm nay thì phần lớn là những Phật tử già không có đủ kinh nghiệm để mà nghe tiếng Mỹ. Bây giờ mình làm về tiếng Mỹ thì mình thử hỏi hồi bữa đó các hai giảng sư bằng tiếng Mỹ thì cái thầy thích hệ hạ còn nghe được lỡ bỏ, còn nhưng mà cái thầy tham gia đá là quên tiền. Cứ đề nghị, nhưng mà mình phải thực tế là mình có thu nhập được hay không, cái đối tượng của mình như thế nào, mình mới đem ra, chứ mình đem đủ thứ hết đó, mình đòi, mỗi người đòi ý đến rốt cuộc không kết quả. Theo Thí Loan nghĩ, theo cái kiến thức á, thứ nhất đó là mình cần nhân sự trẻ, mình cần những sinh viên trẻ. Thì nếu mà mình đi quảng cáo 5 ngày đại học hè là giới trẻ sẽ không bao giờ tới. Nó không có 5 ngày để nó tới đây. Mình nhất là chương trình này là chương trình đại học hè, mình giảng về Phật học. Nó chưa có tiếng cái gì hết, nó không có muốn tham gia đại học đâu. Nó chỉ muốn sơ cấp hay là những seminar thôi. Thì theo Thí Loan cái thứ nhất á, là cứ tiếp tục những giảng sư con thấy mà cũng rất là hay, rất là lợi lạc. Thì trong đó mình nghe một cái seminar một buổi